Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu toán của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games, Southeast Asian Games là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của các vận động viên trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 tháng 5 2022 đến ngày 23 tháng 5 2022. Ở môn bóng đá nam, một bảng đấu gồm có 5 đội A, B, C, D, E thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội thi đấu đúng một trận với các đội còn lại. Trong mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm, đội thua được 0 điểm. A. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu trên? B. Khi kết thúc bảng đấu, các đội A, B, C, D, E lần lượt có điểm số là 10, 9, 6, 4, 0. Hỏi có bao nhiêu trận hòa và cho biết đó là trận hòa giữa các đội nào? Nếu có. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải. Câu A. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu đã diễn ra ở bảng đấu trên? Chúng ta biết cả 5 đội A, B, C, D, E thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Bây giờ mình sẽ vẽ hình tròn ra. Bây giờ mình sẽ chọn đội A. Đội A sẽ thi đấu với đội B. Và đội A thi đấu với đội C. Và đội A thi đấu với đội D. Và A thi đấu với đội E. Như vậy, trong tình huống này, chúng ta sẽ có 4 trận giữa đội A với lại B, C, D, E. Tiếp tục, vì A đã đi thi đấu với B, có nghĩa là B cũng đấu lại A. Vậy trong trường hợp này, B sẽ thi đấu với lại C. Và B thi đấu với lại đội D. Và B thi đấu với lại đội E. Như vậy, trong tình huống này, ta có thể thấy đội B thi đấu với lại C, D và E. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 trận. Tiếp tục. Vì B đã thi đấu với C cũng có nghĩa là C cũng thi đấu lại B. Vậy chúng ta sẽ có C đấu với lại D. Và C thi đấu với lại E. Như vậy, sau khi chúng ta đã vẽ xong, thì chúng ta thấy C đi với D, C thi đi với E. Ở đây có 2 trận. Và tiếp tục cuối cùng. Vì D ở C thi đấu với D cũng có nghĩa là D đã thi đấu với C. Vậy trận cuối là D đi với lại E. Vậy ở đây có một trận. Vậy chúng ta tổng lại tất cả các số này. 4, 3, 2, 1. Vậy chúng ta có 10 trận. Và đây là đáp án của bài toán. Bây giờ tiếp tục câu B. Khi kết thúc bảng đấu, các đội A, B, C, D, E lần lượt có điểm số là 10, 9, 6, 4, 0. Bây giờ chúng ta kẻ bảng ra. Chúng ta biết mỗi đội sẽ thi đấu với lại 4 trận với các đội còn lại. Như vậy, chúng ta sẽ có 4 điểm. Ví dụ đội A, chúng ta có 10 điểm. Vậy có nghĩa là 3, 3, 3, 1. Tại vì 3 cộng 3 cộng 3 cộng 1 chính là bằng 10.
Vậy có nghĩa là 3 trận thắng, 1 trận hòa. Đội B chúng ta có 9. Vậy có nghĩa là 3 3 3 0, tổng là 9. Chúng ta sẽ không thể nào có 1 1 1 ở đây được, tại vì như vậy nó sẽ ra thành 5 trận, trong khi đó mỗi đội chỉ đấu với lại các đội còn lại chỉ có 4 trận thì mới sẽ có 4 cục điểm như thế này. Tiếp tục C là 6. Thì sẽ có hai trường hợp 3-0-0 và 3-1-1-1. Vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp chúng ta sẽ xét sau. Tiếp tục chụp 4 điểm. Vậy ở đây chỉ có nghĩa là có 3-1 hoặc có thể là trường hợp 1-1-1-1. Như vậy chúng ta sẽ có hai trường hợp. Và cuối cùng đội E 0, có nghĩa là 0 0 0 và 0, có nghĩa là đội E thua hết tất cả các trận đấu giữa A, B, C, D. Chúng ta thấy vì đội E là 4 số 0, như vậy 3 đội A, B, C, D ít nhất phải có một trận thắng giữa đội D. Chúng ta nói có hai trường hợp chính là 3 1 0 0 và 1 1 1 1. Vì tổng cái này đều bằng 4. Nhưng vì E thua hết cả 4 trận, như vậy D phải thắng ít nhất một trận. Vậy chỉ có trường hợp 3 1 0 0. Như vậy chúng ta chỉ loại trường hợp thứ hai. Vì 4 trận hòa thì sẽ không thể nào có một cái trận thắng giữa với E. Vì thế E sẽ có một điểm số là điểm 1 chứ không phải 4 số 0. Tiếp tục. Đối với đội C, chúng ta có hai trường hợp 3-3-0-0, 3-1-1-1. Vì đội D chỉ có 3 với 1, A thì chỉ có 3-3-3-1. Như vậy, chỉ có A và D một hai trường hòa, trong khi đội C lại có đến 3-1-1-1, có nghĩa là một trận thắng, 3 trận hòa. Thì trường hợp này là phi lý, vì ở đây chúng ta chỉ có hai trận hòa, trong khi này đến 3 trận hòa. Như vậy, trường hợp thứ hai sai. Như vậy, điểm số thực sự của C và D đó chính là hai trận thắng, hai trận thua. Và D là một trận thắng, một trận hòa, hai trận thua. Sau khi chúng ta xét hết tất cả các số liệu và chúng ta thấy A có một trận hòa là một điểm, D có một trận hòa là một điểm, vậy chính là trận hòa giữa đội A và đội D. Và đây chính là bài toán chúng ta cần tìm. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.